Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Giá cổ phiếu VFS của VinFast rơi tự do chưa có điểm dừng Ngày 5 tháng 10, VOA tiếng Việt loan tin Cổ phiếu của VinFast rơi tự do từ mức đỉnh này thấp hơn cả giá khi mới lên sàn Theo đó, cổ phiếu VinFast có mã VFS của hãng xe hơi điện Việt Nam giảm hàng chục phần trăm chỉ trong 3 ngày gần đây và trong trạng thái quay đầu rơi tự do trong vòng chưa đầy một tháng rưỡi ngay sau khi lên đến mức đỉnh là 93 đô la. VOA cho biết có thú phiên giao dịch trên sàn Nasdaq hôm 4 tháng 10, giá của VFS là 8,05 đô la, giảm hơn 26% so với mức ở thời điểm thị trường đóng cửa trong ngày giao dịch cuối cùng của tuần trước, 29 tháng 9. Giá cổ phiếu VinFast giảm liên tục 3 ngày nay sau khi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC công bố bản cáo bạch của hãng đề ngày 2 tháng 10 cho thấy các cổ đồng của hãng chào bán 75,7 triệu cổ phiếu ra công chúng. Hình ảnh bản tin trên VOA. Theo VOA, số lượng cổ phiếu nêu trên được tung thêm vào thị trường, nhiều gấp 17 lần so với con số 4,5 triệu cổ phiếu VFS đã giao dịch trong thời gian qua. Tuy nhiên, đại đa số phần còn lại của tổng cộng hơn 2,3 tỷ cổ phiếu VFS vẫn chưa được mua bán tự do vì phải tuân theo thỏa thuận của VinFast khi sáp nhập với đối tác là Blacksmith Acquisition Co. để lên sàn ở Mỹ. VFS dẫn bản cáo bạch mới nhất cho biết, trong số gần 76 triệu cổ phiếu mới có hiệu lực giao dịch, tới hơn một nửa, tức là 46,29 triệu cổ phiếu sẽ do hai công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bán ra, đó là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam và Asian Star Trading and Investment. Đây là hai hãng đầu tư riêng của ông Phạm Nhật Vượng, chủ sở hữu kiêm người điều hành Vingroup, tập đoàn mẹ của VinFast. Theo quan sát của VOA, một số chuyên gia tài chính đưa ra tính toán rằng tùy vào các mức giá ở những thời điểm giao dịch khác nhau, số cổ phiếu do hai hãng con của ông Vượng bán ra có thể mang về cho VinFast từ hơn 500 triệu đến hơn 700 triệu đô la để hãng chi cho những hoạt động hoặc dùng làm vốn đối ứng để vay thêm tiền. VOA cho hay với việc bán ra số lượng cổ phiếu nêu trên, giờ đây Vingroup cùng một số hãng con vẫn còn sở hữu khoảng gần 97% cổ phiếu của VinFast trước khi sụt giảm còn hơn 8 đô la, thấp hơn cả mức giá 10,45 đô la của VFS trong ngày đầu tiên lên sàn ở Mỹ hôm 14 tháng 8. VFS có lúc tăng vọt lên đỉnh hôm 28 tháng 8 đạt giá 93 đô la, nhưng kể từ đó giá xem như đã rơi tự do liên tục trong 6 tuần cho đến nay chỉ còn 8,6% của mức đỉnh. Hình ảnh giá cổ phiếu VFS khi kết thúc phiên giao dịch ngày 4 tháng 10 chỉ còn 8,05 đô la. Vẫn theo VOA, tình trạng giá cổ phiếu của VinFast thụt lùi về sau cả và xuất phát diễn ra song song với những tin tức không tích cực mấy về doanh số bán xe của hãng. Trong nửa đầu năm 2023, VinFast mới chỉ bán được 11.315 xe trong đó có hơn 7.000 chiếc được bán cho hãng taxi xanh GSM, cũng là doanh nghiệp thuộc Vingroup, nghĩa là VinFast tự bán xe cho mình là chính. Được biết khi cổ phiếu VFS có chuỗi tăng liên tục, vào ngày 23 tháng 8, CEO Thu Thủy của VinFast đã phát biểu Chúng tôi nghĩ rằng thị trường nhìn nhận năng lực của chúng tôi Và bạn biết đấy, thị trường cần những người như chúng tôi Chúng tôi luôn có rất nhiều kế hoạch lớn ở phía trước chúng tôi đã niêm yết thành công và tin rằng thị trường chung đang phục hồi sẽ giúp ích cho VinFast trong việc gọi vốn trong tương lai. Đến ngày 5 tháng 9 khi giá VFS tuột dốc thảm hại, cũng CEO Thu Thủy lại nói Tôi nghĩ rằng nhiều người đã cảm thấy bất ngờ khi thấy cổ phiếu VinFast biến động mạnh sau khi lên sàn Nasdaq. Tuy nhiên chúng tôi không ngạc nhiên vì chúng tôi tin vào tiềm năng của công ty những phát biểu của CEO này khiến người ta liên tưởng đến nhân vật Ao Quy của đại văn hào Lỗ Tấn với phép thắng lợi tinh thần nội danh. quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin giá cổ phiếu VFS của Vinfast rời tự do chưa có điểm dừng chuyên gia Liên Hiệp Quốc lên án vụ thi hành án đối với Lê Văn Mạnh ngày 3 tháng 10 VOA tiếng Việt có bài chuyên gia Liên Hiệp Quốc bàn hoàng trước vụ hành quyết Lê Văn Mạnh của Việt Nam. Theo đó, một chuyên gia của Liên Hiệp Quốc bày tỏ sự thất vọng trước việc Việt Nam xử tử một tù nhân bị kết án tử hình, bất chấp những lời kêu gọi từ các nước phương Tây và các tổ chức quốc tế đòi ngừng thi hành bản án mà họ cho là oan sai. VOA cho biết tử tù Lê Văn Mạnh bị hành quyết hôm 22 tháng 9 sau khi bị giam giữ hơn 18 năm Gia đình của tử tù này không được thông báo về ngày giờ ông bị xử tử trong khi vẫn đang đi kêu an cho ông. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời ông Maurice Tibor báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về vụ hành quyết phi luật lệ, cẩu thả và tùy tiện, nói hôm 2 tháng 10 rằng tôi cảm thấy lo ngại về việc hành quyết Lê Văn Mạnh, bất chấp những lời kêu gọi khoan hồng trước những nghi ngờ sâu sắc về tính công bằng mà quá trình xét xử ông ấy và những cáo buộc đáng tin cậy về việc ông Mạnh bị tra tấn hoặc bị ngược đãi để buộc phải nhận tội. Theo luật nhân quyền quốc tế, bất kỳ tuyên bố nào được chứng minh là do bị tra tấn đều không được sử dụng để làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào. Ông T. Boy Beans nói trong tuyên bố, VOA dẫn lời các luật sư đại diện cho gia đình ông Mạnh khi gửi thỉnh nguyện thư lên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vào tháng trước nói rằng họ thực sự nhận thấy các vấn đề được coi là sai sót vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng bao gồm việc chứng minh và đánh giá các chứng cứ buộc tội trong vụ án này chuyên gia của liên hiệp quốc còn nêu lên quan ngại về việc gia đình ông mạnh không được thông báo về ngày thi hành án cũng như không có cơ hội đến thăm tử tù trước khi bị thi hành án thay vào đó gia đình ông mạnh được yêu cầu nộp đơn lên tòa án tỉnh để nhận hài cốt của ông chỉ trong thời hạn 3 ngày VOA dẫn tuyên bố của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khi lên án việc hành quyết ông Mạnh vào tháng trước, nói rằng việc không cung cấp thông báo kịp thời cho các cá nhân bị kết án tử hình về ngày thi hành án theo quy định cấu thành một hình thức ngược đãi khiến việc thi hành án sau đó trái với Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Tôi quan ngại sâu sắc về tính chất bí mật của việc thi hành án tử hình ở Việt Nam, ông Tibor nói trong tuyên bố. Hình ảnh gia đình Lê Văn Mạnh đau đớn bên nắm mồ mới của ông. VOA dẫn lời luật sư Đặng Đình Mạnh trong cuộc phỏng vấn vào tháng trước nói rằng chính quyền Việt Nam không công bố chi tiết số người bị xử tử hàng năm và coi đó là thông tin mật. VOA cho biết thêm, ngoài Lê Văn Mạnh hiện còn hai tử tù được xem là bị xử oan sai là Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Trưởng đều bị giam giữ trong hơn một chục năm qua Gia đình ông trưởng vào đầu tháng 8 cũng nhận được thông báo về việc thi hành án tử hình đối với ông, nhưng không được biết ngày thi hành án. Chuyên gia của Liên Hiệp Quốc kêu gọi các quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam, công bố thông tin về việc sử dụng hình phạt tử hình và thông tin về việc sử dụng hình phạt này hàng năm. Ông Tibor Bins kêu gọi chính phủ Việt Nam xem xét việc tạm ngừng áp dụng hình phạt tử hình và tiến hành rà soát một cách có hệ thống tất cả các trường hợp sử dụng hình phạt tử hình. Hàng chục quốc gia của khối Liên minh châu Âu vào tháng trước cũng đã kêu gọi Việt Nam bãi bỏ án tử hình. Các yêu cầu bình luận của VOA gửi tới Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc kêu gọi các của các nước phương Tây cũng như lên án của Liên Hiệp Quốc trước việc hành quyết ông Lê Văn Mạnh không được hồi đáp, VOA cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm với bản tin chuyên gia Liên Hiệp Quốc lên án vụ thi hành án đối với Lê Văn Mạnh quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d